Lò phản ứng số 2 của nhà máy điện hạt nhân Onagawa sử dụng công nghệ lò phản ứng hạt nhân nước sôi cùng loại với lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Để có thể khởi động lại, lò phản ứng này đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và được sự đồng ý của chính quyền địa phương công ty điện lực Tohoku được cho là đã, đã dành hơn một thập kỷ để gia cố, bổ sung các công trình nhằm tăng cường độ an toàn của nhà máy như xây dựng tường chắn thủy chiều cao 29 mét, nâng cấp khả năng chống động đất. Tổng mức đầu tư cho việc khởi động lại lò phản ứng là 570 tỷ yên, tức vào khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ. Tháng trước, công ty Tohoku đã nạp 560 bộ nhiên liệu vào lò phản ứng số 2 của nhà máy phục vụ kế hoạch tái hoạt động. Công ty có kế hoạch bắt đầu phát và chuyển tải điện từ nhà máy Onagawa vào đầu tháng 11 và vận hành thương mại vào tháng 12 sắp tới.